Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thông tin hôm nay, mình xin cập nhật gửi đến quý vị và các bạn một thông tin đáng quan tâm. Đây là thông tin đang được nóng hốt trên mạng xã hội mà cần chúng ta phải quan tâm để ấy đến những thông tin này. Thông tin về hai đoạn ghi âm liên quan đến những người đã cùng nhau tham gia và chủ mưu để hãm hại Thiền Am. Và trong đoạn ghi âm này, chúng ta có thể nhận biết ra tất cả những âm mưu, những lời nói mà những người này đã thực hiện và ai là chủ mưu trong vụ việc này. Và trong đoạn ghi âm này, những ai đã tham gia và mục tiêu của họ là gì? Chắc chắn chúng ta cũng sẽ biết đó là không ngoài chữ tiền. Chắc chắn chúng sẽ vì tiền mà có thể tạo ra một cái vở kịch giống như thật, khiến cho người nghe phải tin và nghe theo lời của những người này. Thực ra đây là câu chuyện và sự thật của vụ việc này. Chúng đã dàn dựng nên và cố thu thập tất cả những thông tin từ Thuyền Am nhằm cố để hãm hại Thuyền Am một cách vô cớ mà chúng không hề biết rằng đó là cái hậu quả mà chúng sẽ nhận sau này. Chắc chắn chúng ta sẽ biết rằng sự thật về câu chuyện đối với Thiền Am này không chỉ đơn giản là những sự việc lâm xâm xung quanh những mâu thuẫn xung đột lẫn nhau, nhưng ẩn khuất đằng sau này còn có cả một âm mưu hãm hại cả rất nhiều thế hệ đang sinh sống ở tại Thiền Am này. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe đoạn thông tin này, chúng ta sẽ biết được kẻ chủ mưu là ai và chúng có thể dùng quyền và dùng quyền lực, dùng tiền của mình để thống trị và để khống chế hết tất cả những người, những ai mà họ đã để ấy, họ đã lên án và họ muốn cho những người này vào tù như thế nào. Thưa quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nghe xong đoạn clip này, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra giọng nói của người đàn ông này khá quen thuộc. Đó là ông Thắng và Thám Tử Cao đang giao dịch với nhau một hợp đồng dự án lớn nhằm để triệt hạ và hãm hại Thiền Am này. Chính miệng ông Thắng cũng cho rằng tại Thiền Am này không có quan hệ huyết thống, có nghĩa là không lận lưng, cho nên cơ quan chức năng không có bằng chứng để điều tra và xử lý, và bắt buộc là không kết tội những người này. Cho nên bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn, ông Thắng này với ra giá với lại Thám Tử Cao này, nhờ Thám Tử Cao này bằng mọi giá để tìm những thông tin nhằm để hãm hại Thiền Am một cách vô cớ như vậy. Đây là một âm mưu thủ đoạn mà chúng ta cũng có thể biết rằng kẻ chủ mưu này tuyên bố rằng sẽ dùng tiền mua chuộc tất cả công an và sẽ bưng bít tất cả sự thật để làm tất cả những điều mình muốn, có nghĩa là muốn đưa những người ở Thiền Am này vào tù. Đây là một âm mưu, cũng là một thủ đoạn mà chúng đã dàn dựng sẵn lên nhằm để hãm hại Thiền Am. Với mục đích gì thì chúng ta chưa rõ được nguyên nhân, nhưng thực hư câu chuyện này chỉ bắt nguồn từ một cô gái mang tên Diễm My sau khi tới trú ẩn và xin tu tại gia ở Thiền Am này. Và cuối cùng sự cố của sự việc đã diễn ra khi ông Thắng này đã chủ mưu dẫn 50 người đến để đập phá và tìm con gái của mình tại Thiền Am này. Và sự việc bắt đầu diễn ra đến thời điểm hôm nay và càng ngày càng dần lộ những manh mối, những thông tin và những mấu chốt liên quan đến âm mưu hãm hại Thiền Am của sự việc này, càng ngày khiến cho dư luận càng bức xúc, càng
thấy được sự manh động của những người này chỉ vì tiền mà bán rẻ nhân cách, bán rẻ lương tâm của mình để hãm hại biết bao nhiêu con người sống tại thiền am này, từ trẻ em cho đến những cụ già. Và đặc biệt là những trẻ em này là những trẻ em vô tội được nhiều người cưu mang tại nơi đây, bên cạnh đó cũng có được sự giúp đỡ, yêu thương và quý mến của cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước quan tâm đến những trẻ em mồ côi tại nơi đây. Nhưng không hiểu lý do tại sao mà những người chủ mưu này đã bắt tay nhau tham gia nhằm hãm hại và muốn triệt tiêu và muốn xóa sổ cái thiền am này một cách vô cớ. Và bên cạnh đó còn ngang nhiên hơn, chúng còn khẳng định rằng sẽ bỏ tiền ra và sẽ mua chuộc được cơ quan chức năng và mọi việc sẽ theo ý nguyện của những người này. Thực ra đây là một âm mưu đê hèn, bẩn thỉu và nguy hiểm cho xã hội nếu như cơ quan chức năng không sáng suốt nhìn nhận sự thật và không điều tra rõ ràng thì chắc chắn sẽ đem đến những nỗi oan ức cho những con người vô cớ ở nơi đây bị kết tội một cách mù quáng như vậy. Thật là oan ức. Và không biết rằng nếu như cơ quan chức năng không sáng suốt mà đương đầu vào xử lý vụ việc này theo âm mưu của những người này đã sắp sẵn, thì liệu những thế hệ trẻ này và những con người này tương lai sẽ đi về đâu? Và đặc biệt quan trọng hơn là tương lai của những trẻ em này sẽ ra sao và sẽ đi về đâu khi thuyền am bằng mọi giá mà bọn chúng đã dùng mọi âm mưu để xóa sổ và dẹp bỏ tại nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, nghe qua những đoạn ghi âm, nghe qua những lời bàn luận, chia sẻ và những âm mưu mà chúng vạch sẵn và sự thẳng thắn quyết định của những người này thì chúng ta đã thấy được sự nguy hại của xã hội này đối với những người đã dùng tiền, dùng quyền lực có thể mua và lo lót được cả chính quyền thì thực sự đây là mối nguy hại cho xã hội nếu như cơ quan chức năng không sáng suốt mà sẽ bị liên lụy bởi những đồng tiền này mà mất thì chắc chắn rằng xã hội sẽ đi vào ngõ cụt khi những con người này thể hiện cái quyền lực của mình. Thưa quý vị và các bạn, và tiếp theo là đoạn thông tin ghi âm thứ hai của hai nhân vật mang tên là Thám Tử Cao và một người phụ nữ mang tên là Lê Kim Huệ. Đây là hai nhân vật mấu chốt quan trọng trong câu chuyện này đã dùng thủ đoạn âm mưu chỉ dùng tiền và cuối cùng cũng chỉ vì tiền mà những người này đã bán rẻ lương tâm của mình, hành hạ những con người ở nơi đây và cố tìm những thông tin giả, những bằng chứng không có sự thật để quy chụp và để vu khống cho những người như thế này. Và xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp đoạn ghi âm thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, đó là những thông tin và những đoạn ghi âm đã lưu trực tiếp lại cuộc đối chất của hai người này đã hợp đồng, đã bàn tán với nhau. Thám Tử Cao thì ra giá cho bà Huệ này là 50 triệu để cố moi và tìm tất cả những thông tin liên quan đến thiền am để cung cấp cho Thám Tử Cao này. Và Thám Tử Cao này sẽ làm chương trình và tung hô lên mạng xã hội nhằm để dẫn dắt dư luận và lôi kéo người nghe, người xem phải tin và phải nghe theo những thông tin này.
Thực ra đây là mối nguy hại cho xã hội và những con người này đã vô cớ chỉ vì tiền mà chúng đã âm thầm nhẫn tâm tạo ra những cái thông tin mang tính chất là vu khống, mang tính chất là hư ảo, giống như một câu chuyện, giống như một huyền thoại của một truyền thuyết nhằm để dẫn dắt người nghe có thể dễ tin khi nghe những lời ma mị như thế này. Thì thật là nguy hiểm, và cuối cùng người chịu ảnh hưởng thiệt thòi nhất đó là những người sống trong tỉnh thất này, và đặc biệt quan trọng hơn là tương lai của những trẻ em và những em bé mồ côi này sẽ như thế nào nếu như cơ quan chức năng không sáng suốt mà cứ âm thầm mù quáng vào cuộc điều tra theo xu hướng của những thông tin này. Thì thật là một điều tệ hại và oan ức cho những con người này bị kết tội một cách vô cớ, phải không quý vị? Thưa quý vị và các bạn, tất cả những gì chúng ta đã từng nghe, từng xem và từng chứng kiến qua cái drama này trong suốt hành trình cũng khá lâu về cái câu chuyện liên quan đến thiền am này. Nhưng đến hôm nay, cơ quan chức năng cũng đã ráo riết tích cực điều tra vào cuộc và thu thập rất nhiều chứng cứ, nhưng chưa có một cái chứng cứ nào thuyết phục để đưa ra kết luận và kết tội những con người này họ vi phạm ở điều nào, họ vi phạm ở khoản nào. Nhưng thật ra tất cả những thông tin trên mạng lan tràn trước nay thì chúng ta cũng đã biết rất nhiều những nguồn tin mang tính chất là mơ hồ, khó đoán và khó biết sự thật của câu chuyện này như thế nào. Nhưng qua vụ việc này cũng rất mong cơ quan chức năng hãy tỉnh táo và sáng suốt để nhận rõ sự thật và để điều tra cho đúng người, đúng tội, không để mà những người phải chịu tù oan như những âm mưu mà những người này đã dàn dựng ra nhằm để hại thiền am một cách vô cớ như vậy. Và đến đây mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem video của mình. Mến chúc quý vị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.